Ui, nhìn nó đỏ chót nhỉ. Cẩn thận bung em. Thế thì sao cái con ở nhà em nhé, con ở nhà hôm trước bắt đấy, Ờ. nó về càng ngày càng xấu nhé. Càng ngày nó càng xấu. Nước sâu như thế này nhé. Một chôi nữa rồi, một chôi trong túi rồi. Gớm anh xem con chôi to. Ờ, được đấy. Ngon đấy. To phết đấy. Chạy khỏe hết luôn ạ. Ừ. Thế nó đạt yêu cầu này, chôi chép này. Đổi thêm vàng, không phải chép Chép ta. vàng thì sắp được chép ta rồi. Sao anh? Em thả con chép kia ở nhà nhá, sao nó lại đen đen ở dưới vảy dưới hộ? Nó đục. Con này là con máy của em đúng không? Nước ở nhà cháu nó có cả máy lọc những thứ cả bể lọc này. Gần đấy anh ném với cả cái cần kia, anh ném nó sắp được nốt cái cần kia rồi. Nó quẩn xung quanh. Đang tăm du phi con. Lâu lắm rồi em không đi câu anh Đại nhỉ? Rẻ chuyên nghiệp nhỉ. To thế. To. Ừ. To mới được cá to. Cứt. To phí môi. Cần làm bé đâu, không cần to đâu. Cái môi này chỗ nó hơi nhão ấy, cứ nắm tròn tròn tròn, nắm chắc chắc cũng được. Bung ra là vừa. Mất mẹ xốp rồi, thôi đây xiên lốt xốp đi, không cái đấy nó không dính đâu. Chả đủ là gì? Anh tưởng cái em vừa cầm không có xốp. Huyền Diệu lấy vợt cá cho bố à? Không à? Cám gì đâu cho xem mà. Bởi vì ở đây không có internet nên chán chết. Ở đây không có internet. Anh em thấy nhầm mạng. Chán mất chết luôn. Đánh sát cho bờ kia cái hải ơi. Chứa hẳn chỗ máy bơm đánh sát ra giữa cái khoảng giữa hai cái bang ấy. Trời. Trong mày bố biết rồi người ta sẽ có cái này. Về nhà mình chạy. Nhưng mà không chơi. Giữa khoảng đánh hay được trôi lắm. Gần đấy. Hãy ném một cái bùng mất hai hạt sốt. Con trôi tì à? Ờ, tì.